Hello, xin chào các bạn, mình là Bét Việt. Thì hôm nay mình sẽ làm tiết điều đầu tiên là mình cảm ơn các bạn đã xem clip của mình cũng như là ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Thì mình clip này là để nói các bạn biết tại sao, lý do sao mà dạo này mình rep tin nhắn rất là lâu, cũng như là hàng thì mình cứ chưa trả cho nhiều bạn nha. Thì mình cũng bạn cũng thông cảm cho mình cái. Thì thứ nhất là mình đang ổn định chỗ ở Sài Gòn, thì cho nên năm ra nó cũng hơi phức tạp. Thì các bạn cũng biết mình là sinh viên rồi đúng không? Rồi nên nhiều khi đồ đạc này mình phải chuyển qua chuyển lại, rồi đi kiếm phòng, rồi nói chung là rất nhiều thứ. Thì mình vẫn có thể ship được ở khu vực Sài Gòn nhưng chỉ buổi tối thôi. Còn các bạn ở tỉnh thì các bạn vui lòng đợi mình một xíu nha. Một vài ngày nữa mình sẽ ổn định lại được cái không gian của mình là mình sẽ ship đi. Thì ở bên ngoài đang ăn tiệc cho nên nó khá là ồn. Thì đây là cái đống nhựa mình đem xuống. Đây là lứa đầu tiên, thì là size nhỏ thôi, nó tầm khoảng size 9, size 10 không à. Còn size lớn thì ít, thì lớn thì có vài con thôi. Thì size linh thì có nhiều bạn cũng thắc mắc với mình đó là anh bán size linh chưa, thì mình cũng thông báo là chưa nha, khoảng 1-2 tuần nữa nha thì bắt đầu mới có size linh hùm. Còn bây giờ thì hiện tại là chưa đâu, nên các bạn cũng thông cảm nha. Thứ hai nữa là mình khá là bận luôn, giờ này mình rất là bận. Thứ nhất là vào năm học đầu tiên, ở năm học thứ hai này nó rất là nhiều, học rất là nhiều là một. Thứ hai nữa mình cũng đang sắp xếp thôi, mình sẽ cho các bạn thấy luôn đây đồ mình còn các bạn có thông cảm nha, tại vì thật sự nó rất là bừa bộn nè. Đồ này mình còn chưa lấy ra, là thùng thiết nè, chỉ có nhện thôi là mình lấy ra thôi. Còn ở đằng kia nữa, nói chung là rất là nhiều đồ. Các bạn có thấy nè, nói chung là đây là cuộc sống của một sinh viên với một cái căn phòng trọ ở một mình, và cũng như là có tiếng quạt nữa, các bạn cũng thông cảm nha, có thể là gió nhưng mà tại vì nó rất là nóng. Đây các bạn có thấy nè, đang rất là bừa bộn thì mình đang sắp xếp, mình đang dọn dẹp, cho nên đâm ra thời gian mình không thể nào cầm cái điện thoại lên được. Một khi mình đã cầm một cái điện thoại lên, mình bấm, mình rep, mình trả lời tin nhắn cho các bạn thì chắc chắn một điều là hết một ngày, cho nên các bạn thông cảm nha. Ví dụ bạn nào mà gấp quá thì các bạn alo trực tiếp cho mình, một số điện thoại là 0948 438 93, thì mình sẽ có hai số, nhưng mà cái số các bạn để các bạn gọi á là số mình vừa đọc, còn một số mình gọi lại thì nó là một số 49 cuối, là số Việt Nam Mobile. Thì mình chỉ xài đúng một số, các bạn gọi cho mình chỉ bằng đúng một số thôi nha. Các bạn muốn liên lạc cho mình á thì chỉ có đúng một số đó thôi, chứ mình không xài số khác. Còn cái số mà để mình gọi các bạn này là mình lấy số khác đó. Thì nếu có chuyện gì gấp quá, ví dụ như các bạn bị cái vấn đề gì hoặc là có sao sao đó, cái gì mà vấn đề mà bạn cần gấp thì các bạn cứ alo trực tiếp cho mình, hoặc là bạn muốn mua hàng nhưng mà tin nhắn tin mà mình không trả lời á thì các bạn cứ alo trực tiếp cho mình, hoặc gọi bằng Messenger cũng được, hoặc là các bạn vào trang Pay Best Việt Shop thì tiếng của mình sẽ để link ở bên dưới nha. Các bạn cứ vào đó thì các bạn sẽ có được số điện thoại của mình, đơn giản lắm. Các bạn chỉ cần nhắn tin thôi là nó sẽ hiện cái số điện thoại của mình lên thôi. Thì nó rất là đơn giản, với lại các bạn vô phần thông tin của shop, thông tin của trang Pay Best Việt á, thì nó sẽ có số điện thoại của mình, địa chỉ, thì địa chỉ mình sẽ cập nhật sau. Hiện tại thì địa chỉ mình chưa có cập nhật lại địa chỉ mới, thì mình vẫn ở khu vực đường Tôn Ngọc Vân, vẫn ở Thủ Đức. Thì bạn nào muốn mua thì chắc phải hẹn qua tuần sau, tại vì bây giờ mình đang còn rất là nhiều việc, thì các bạn thông cảm. Thì mình sẽ thu xếp gửi hàng cho các bạn ở tỉnh trước, thì mình còn hình như thiếu 2-3 đơn gì đấy. Nói chung mình lắc nhắc thôi. Nó tỉnh này chứ không phải là tỉnh nữa, tại vì các bạn ở xa trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh á, cho nên mình gọi là tỉnh cho nó nhanh. Thì Celine, và vấn đề quay lại vấn đề Celine, nó là mình chưa có nở, nó mới ở giai đoạn thứ hai thôi. Còn giai đoạn thứ ba và giai đoạn thứ tư thì cái giai đoạn thứ ba thứ tư nó ra sao thì cái này thì chắc từ từ mình sẽ giải thích sâu, khi nào nó nở thì mình sẽ giải thích sâu cho các bạn nha. Hiện tại thì mình sẽ bán hai dòng, đó là Hùm và Chilo Ratchet Coolus. Thì tháng 4 hoặc tháng 5 thì bắt đầu mình mới có những số dòng nhập, chẳng hạn như là Cooley, Mexican hoặc là Salomon, đó là những dòng chắc chắn sẽ có, là những dòng cơ bản chắc chắn là phải có. Còn những cái dòng như là AV hay cái gì đó thì có thể là từ từ, tại vì mình cũng chưa có hướng các bạn lên cái chơi, một cái thú chơi gọi là cao. Mình muốn các bạn chơi ở cái tầm trung trước, mình cứ chơi ở một cái mức gọi là trung bình trước, tại vì đa phần luôn những bạn đang ủng hộ cũng như là theo dõi kênh hoặc là trang bay của mình, đa phần là học sinh, sinh viên, là phải nói 80-90%. Còn những người lớn, những anh chị gọi là anh chị lớn thì rất là ít, nó chiếm rất là ít. Ví dụ như 10 thì chỉ được một người là đã có thu nhập, có kinh tế. Còn có một số bạn thì đã đi học, đi làm rồi thì mình không nói, mày còn nhỏ đây làm mình không nói. Nhưng mà
mình muốn các bạn cứ chơi ở tầm trung trước, chơi ở một cái mức gọi là bình 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 đi, sau đó từ 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 mình sẽ lên. Chứ các bạn đừng nên nóng 1 năm 2 năm, đó là kinh nghiệm của các bạn, chứ các bạn đừng đừng có nên cái kiểu là mới chơi 1-2 tháng rồi lên luôn, thì như vậy nó sẽ rất là có nhiều cái bất cập lắm. Khi nào mà các bạn hiểu hết được thì có đó các bạn hãy bắt đầu, mình sẽ tiến xa hơn. Thì mình cũng muốn các bạn tiến xa, mình cũng muốn các bạn chơi theo kiểu là sinh sản luôn. Sau này giống như kiểu là mình sẽ không bán nhện nữa và các bạn sẽ tự sinh sản ra các bạn chơi á, thì nó sẽ thú vị hơn. Các bạn tạo ra một cái thú chơi gọi là đúng là đam mê luôn. Đó, thì đó là cái hướng phát triển của mình. Thì tại sao có nhiều bạn, có đây một trả lời một câu hỏi thắc mắc luôn. Thì có nhiều bạn hỏi mình á là ủa anh ơi, tại sao anh bán chỉ dòng Việt Nam không? Rất là nhiều người nói anh thế này nọ. Thứ nhất như vậy, nếu bây giờ anh không bán thì để đâu có mấy đứa chơi, là một. Thứ hai nữa, giá nó rất là rẻ, chỉ có 100.000, 100, 150 thôi là mấy đứa có được một con nhện, mấy đứa chơi là mấy đứa tập chơi đúng không? Còn chuyện mấy đứa chơi như thế nào, nuôi ra sao thì cái này anh không thể quản lý được. Đó. Nhưng anh nói chung là mình chịu một phần để cho mấy đứa có một cái đam mê. Ví dụ mấy đứa mua con này của anh về, mấy đứa nuôi bằng một cái hũ nhựa như thế này, đây là cái hũ nhựa như thế này, nhưng mà mấy đứa mua một con Selin AV về, mấy đứa nuôi một cái tanh Mika rất đẹp, thì mấy đứa có thể phân biệt con này là thấp kém, con kia là trên bậc cao gì đó. Thì đó anh cũng không có thể nào mà trách mấy đứa được. Nhưng cái vấn đề ở đây có nghĩa là những cái con rẻ như thế này thì giúp mấy đứa tập chơi, mấy đứa có thể tập cho nó tập làm sao đó để cho nó có một cái gì đó để mấy đứa đi chơi đúng không? Ví dụ như là em chưa nuôi nhện bao giờ, nhưng mà bây giờ em không thể nào mua một con nhện 500-600 nghìn, em sợ nó chết, nhưng mà cái con này chỉ có 100 nghìn thôi, nhưng mà lỡ mà mua về nó có sảy thì mấy đứa cũng không có tiếc lắm. Nói chung là nó có rất là nhiều cái lý do, chứ không phải là anh ở đây là anh cố duy trì để làm cái gì, anh cố duy trì để cho mấy đứa thôi. Chứ còn bây giờ anh không bán nữa, anh nghĩ anh chuyển sang những cái dòng cao cấp hơn, chẳng hạn như AV hay là Kinbapon hay là Red Low hay cái gì đó vân vân. Đó, những cái dòng mà tầm 300-400 nghìn một con á, thì lúc đó mấy đứa sẽ hiểu. Nó chỉ là Selin thôi, nó chỉ là Selin nhỏ như thế này, thì lúc đó mấy đứa mới hiểu được cái gì giá trị của nó không phải là nằm ở số tiền, mà là nằm ở chính các bạn xem nó là như thế nào. Ví dụ mình quý nó, có nhiều bạn đã bị nghe mình chửi rất là nhiều về những cái câu hỏi rất là ngớ ngẩn, chắc chắn điều đó. Ok, thì mình sẽ kết thúc clip ở đây, mình sẽ để phần link shop cũng như là link Facebook mình ở dưới, các bạn có thể nhấn theo dõi thôi, tại vì như page của mình nó full bạn rồi, bạn nhấn theo dõi rồi page của mình, bay Betty Shop, các bạn nhớ theo dõi thì mình sẽ cập nhật những thông tin giá cũng như là nhện rất là nhiều ở trên đó. Ok, xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một năm học mới, thứ nhất là năm mới vui vẻ, thứ hai là năm học mới thật là đạt được nhiều kết quả cao. Hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn.